Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui được gặp lại các em. Hôm nay thầy sẽ giúp cho các em giải đề thi trong học phổ thông quốc gia môn toán, chuyên đề hàm số. Hôm nay thầy sẽ giải cho các bạn 11 câu đề chính thức năm 2017. Và chúng ta còn nhận xét xem là giữa minh họa và chính thức nó như thế nào, đúng không? Chúng ta thấy đề minh họa là có 11, 10, 11 và chính thức là 11, nó cũng sát nhau, được chưa? Không có gì thay đổi lớn. Rồi, chúng ta cùng đến nội dung bài học ngày hôm nay. Bắt đầu từ câu 33, chính thức 2017, mã đề 101 nhé, mã đề 101. Bắt đầu ở câu số 4. Rồi bạn quan sát đề. Cho hàm số y bằng fx có bạn biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây sai? Hàm số có 3 cực trị. Hàm số có 3 cực trị là câu đúng nè. Được chưa? 3 cực trị thấy cho 1 2 3. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3. Giá trị cực đại là chỗ này. 3 chính xác luôn. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. Giá trị cực đại bằng 0, như vậy câu sai là câu C. Được chưa? Còn câu D, hàm số có 2 cực tiểu là đúng rồi. Ok không? Rồi tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu. Tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu 35. Bạn quan sát đề nhé. Đường cong ở hình pin là đồ thị của một trong 4 hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào? Đây là giống như chữ V, V kép thì nó là hàm trùng phương. Được không? Hàm trùng phương thì chúng ta sẽ loại được câu A và câu C. Được chưa? Vấn đề là còn câu B với câu D. Ở bên phải A đang đi lên, đúng không? Bên phải đang đi lên này thì A của nó sẽ dương. A dương thì đáp án là câu B. A dương hàm trùng phương 34B. Tiếp theo ta sẽ có một câu là đồng biến nghịch biến của hàm bậc 3. Thì phải làm gì? Tính đạo hàm, đúng không? 35. Tính đạo hàm ra nhé. Y bằng x mũ 3 cộng 3x bình cộng 2. Y phải bằng 3x bình cộng 6x, cho đạo hàm bằng 0, tương đương x bằng mốt 53, x bằng 0, x bằng trừ 2. Rồi x y phải âm vô cùng dương vô cùng trừ 2 nhỏ 0. Bên phải cùng dấu, nghiệm đơn đổi dấu. Hàm số chúng ta xem được cái này đúng nha. Hàm số đồng biến trên âm vô cùng đến 0. Sai rồi. Hàm số nghịch biến trên âm vô cùng đến dương vô cùng. Sai luôn. Hàm số đồng biến trên âm vô cùng đến dương vô cùng. Xin lỗi, thầy ghi bị lỗi đề nè. Đây là x mũ 3 cộng 3x nha. X mũ 3 cộng 3x. Thì khi đó đạo hàm của chúng ta sẽ ra là 3x bình cộng 3. 3x bình cộng 3. Rồi bấm máy giúp thầy. Mốt 53, 3x bình cộng 3 nhé. Hệ số A là 3, 0, 3 nè. Thì nó sẽ ra là vô nghiệm. Được không? Bảo bạn biến thiên đi. Nó sẽ ra là vô nghiệm. Khi đó x. Rồi y phải nè. Âm vô cùng, dương vô cùng. Vô nghiệm là không có nghiệm nào hết. Bên đây cùng dấu là dấu cộng. Cho nên hàm số nó sẽ đồng biến trên âm vô cùng đến dương vô cùng. Đồng biến trên âm vô cùng đến dương vô cùng là câu C. Ok không? Ok nghe. Rồi tiếp theo là câu 36, hàm phân thức tìm số đường tìm cận đứng của đồ thị hàm số. Tìm cận đứng thì chúng ta sẽ cho gì? Mẫu bằng 0. Được không? Cho mẫu bằng 0 nha. Mẫu bằng 0 tương đương x bình trừ 16 bằng 0 tương đương mốt 53 x bằng cộng trừ 4 nha. Nhưng mà chưa xong đâu nha, chưa xong. Chúng ta phải thay lên tử nữa. Thay lên tử thử điều gì đang xảy ra nha. X bằng 4 thì xem là tử bằng mấy. Được không? X bằng trừ 4 thì tử bằng mấy. Alpha x bình trừ 3 alpha x còn 4 côn x bằng 4. Xin lỗi. Alpha x bình trừ 3 alpha x trừ 4 côn 4 thì ra 0. Như vậy đây là dạng chia 0. Được không? Nhưng mà x bằng 4 là loại nè. Đấy. Côn trừ 4 thì ra 24. Cái này nhận. Được không? Ban đầu nó có hai đường tiệm cận là x bằng cộng trừ 4, nhưng mà x bằng 4 bị loại mất tiêu. Tại vì ở trên tử thay vô tử bằng 0. Kết lại nó chỉ còn một đường tiệm cận đứng là x bằng trừ 4. Được chưa? Còn nếu không thích á, bạn có thể dùng máy tính và bạn sử dụng định nghĩa của nó là chính xác nhất. Rồi định nghĩa như sau. Nhập vô trừ 3 alpha x trừ 4 chia alpha x bình trừ 16 côn cho x tiến tới 4 cộng đi nha. 4.001. Nó phải ra kết quả vô cùng thì mới nhận nha. X tiến đến số y bằng vô cùng thì mới nhận. Đó ra 5/8 loại, hiểu không? Giờ thầy côn trừ 4 này. 0.0001. Đấy, nó ra dương vô cùng, thấy chưa? 3 nhân 10 mũ 10 chính là dương vô cùng. Như vậy đáp số của câu 36 là câu C. Để ý nha. Tiếp tục ta sẽ đến nội dung của câu 37. Hàm số y bằng 2/(x⁻¹) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Muốn biết đồng biến nghịch biến thì chúng ta sẽ tính đạo hàm. Câu 37 nè. Y bằng 2 chia x⁻1. Y phải bằng, có thể là u chia v hoặc là 1/u đều được nha. Được không? Có thể u chia v hoặc 1/u. Bây giờ thầy sẽ xài là 1/u nhé. Số 2 viết lại nè. 1/u là trừ u phẩy chia u bình trừ 2x chia x⁻1. Được không? Số 2 viết lại 1/u đạo hàm là trừ u phẩy chia u bình. Sau đó cho đạo hàm bằng 0 tương đương x bằng 0. X y phẩy âm vô cùng dương vô cùng 0. Chỗ này là 0, đúng chưa? Cái mẫu của nó x⁻1 luôn, khác 0 rồi. Bên phải cùng dấu là dấu trừ, nghiệm đơn là thành cộng. Như vậy hàm này nghịch biến trên 0 đến dương vô cùng. Nghịch biến trên 0 đến dương vô cùng. Câu 37 là câu A. Ok không? Tiếp theo là tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn. Thì chúng ta sử dụng công cụ của máy tính là mốt 7. Mốt 7 alpha x mũ 3 trừ 7 alpha x bình còn 11 alpha x trừ 2 bằng. Bắt đầu sẽ là 0, kết thúc là 2. Bước nhảy là lấy số cuối trừ số đầu chia 19. Và tìm min nhé. Chúng ta sẽ soi min nhé. đang là -2 nè, min đang là -2 nha. Min vẫn đang là -2. Rồi, như vậy min chính là trừ 2. Đáp số sẽ là câu C. Được chưa? Rồi, tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu 39. Đề chính thức 2017 vẫn còn một số câu nữa. Câu 39 này. Đây là đồ thị của hàm bậc nhất chia bậc nhất. Khi nhìn đồ thị thì chúng ta sẽ nhìn từ trái sang phải, đang đi xuống, đúng chưa? Đang đi xuống. Như vậy hàm số này sao? Nghịch biến y phẩy sẽ âm. Nha, nghịch biến y phẩy âm. Như vậy chỉ còn câu B và câu D. Được không? Nhưng mà hàm bậc nhất chia bậc nhất nó bị một cái chỗ là mẫu phải khác không, chính là x khác 1. Chính là tiệm cận đứng này, thấy chưa? X khác 1 chỗ này là đâu đồng 1 đâu, x đâu bằng 1 đâu. Được không? Như vậy câu 39 đáp số sẽ là câu D nha. Nhìn từ trái sang phải, y phải âm. Điều kiện x khác 1. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu 40. Cho hàm số lại là hàm bậc nhất chia bậc nhất thỏa mãn điều kiện. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Bây giờ là gì đây? Bây giờ là viết đề. Y bằng x cộng m chia x trừ 1. Rồi min y. Điều kiện của chúng ta là 24 bằng 3. Yêu cầu là tìm m. Rồi mắc min mà đúng bài bản thì chúng ta phải tính đạo hàm, đúng không? Y phải bằng tính đạo hàm trừ 1 trừ m chia cho x trừ 1 tất cả bình. Được không? Tích huyền trừ tích sắc chia cho mẫu bình trừ 1 trừ m. Ok chưa? Vấn đề tiếp theo là phải làm gì nữa? Chúng ta phải biết là đạo hàm âm hay dương, đúng không? Có bằng không hay không? Cái hàm số này đạo hàm không bằng không nhé, chỉ có hai tình huống là âm hoặc dương thôi. Ok không? Rồi bây giờ ta sẽ xét nè. Trường hợp 1. Cho trừ 1 trừ m bằng 0 đã. Nghe. Trừ 1 trừ m bằng 0 tương đương điều gì đây? M sẽ bằng trừ 1. Đúng chưa? M bằng trừ 1 thì khi đó cái y của bạn á, y của bạn sẽ là x trừ 1 chia x trừ 1. Vì điều kiện là x thuộc từ 2 đến 4 cho nên rút gọn được nha, bằng 1. Hàm hằng. Được không? Hàm hằng. Hàm hằng đây là y bằng 1 nè. Thì min của y bằng 1. Hàm hằng thì min của nó bằng 1, các bạn có min max nhá. Min của nó bằng 1 và max của nó cũng bằng 1 luôn. Nhưng mà 1 cộng 1 thì bằng 2. Cho nên m bằng trừ 1 thì loại. Được chưa? Yêu cầu là min của nó phải bằng 3. Nhá, yêu cầu là min bằng 3. Mà bây giờ chúng ta tính ra min bằng 1 nên loại mất tiêu rồi. Trường hợp 2. Trường hợp 2 là trừ 1 trừ m lớn hơn 0. Tương đương trừ m lớn hơn 0 tương đương, xin lỗi, trừ m lớn 1 nhé. Rồi mất tập trung rồi. Trừ m lớn hơn 1 tương đương m sẽ bé hơn trừ 1. M bé hơn trừ 1. Hàm số này sao? Nghịch biến, đúng không? Đây y phải dương. Y phải dương thì hàm số này sao? Y phải dương nè. Thì suy ra hàm số sẽ đồng biến hay nghịch biến? Đồng biến. Hàm số đồng biến thì đi lên, đúng không? Hàm số đồng biến thì đi lên. Như vậy min ở đâu? min ở x bằng 4 hay x bằng 2? Thì câu trả lời min ở x bằng 2, đúng không? Min của y thì chính là y tại 2. Hiểu không? Y của 2 thì thay số 2 vô là 2 cộng m chia 1 bằng 3, đúng chưa? Tương đương 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 2 là m bằng 1. M bằng 1 nhận hai loại. Điều kiện là m phải bé hơn, bé trừ 1 mà, m bằng 1 loại luôn. Ok nghe. Tiếp theo là trường hợp cuối cùng là trừ 1 trừ m phải nhỏ hơn 0, tương đương trừ m nhỏ hơn 1 tương đương m sẽ lớn hơn trừ 1. Thì khi đó y phẩy của bạn sẽ âm. Y phẩy âm thì hàm số nghịch biến thì nó sẽ đi xuống, được không? Nghịch biến thì sẽ đi xuống, đúng chưa? Như vậy min là tại x bằng 4 này, x bằng 2, x bằng 4, x bằng 2, x bằng 4. Nhìn từ trái sang phải nhé. Min của y là tại bằng x bằng 4 này, bằng 4 cộng m chia 3. Và đề yêu cầu là cho bằng 3, tương đương à, 4 cộng m bằng 9 tương đương m bằng 5. À, m lớn hơn trừ 1, m bằng 5 nhận nè. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là m bằng 5. M bằng 5 thì sẽ chọn đáp án là câu C. M lớn 4, được không? Mệnh đề này dưới đây đúng. Ra m bằng 5 thì nó sẽ lớn 4. Người ta không cho m bằng 5 là để cho bạn khỏi thử á. Nếu mà người ta cho m bằng là bạn thay vô bấm chứ gì. Rồi câu tiếp theo. Hàm số nghịch biến trên âm vô cùng đến dương vô cùng. Y bằng trừ x mũ 3 trừ m x bình cộng 4m cộng 9 x cộng 5. Yêu cầu chúng ta là nghịch biến trên r thì cộng một tính y phẩy ra trừ 3x bình trừ 2mx cộng 4m cộng 9. Nghịch biến là nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r, tương đương a nhỏ hơn 0, delta biến bằng 0, có số 2 xài delta phẩy luôn. A nhỏ hơn 0 đều luôn đúng rồi nè, được chưa? Tương đương b phẩy bình trừ ac, được chưa? Nhỏ hơn bằng 0, tương đương m bình cộng cho 12m cộng cho 27 nhỏ hơn bằng 0, tương đương m lớn bằng nhỏ hơn bằng. Rồi lấy máy tính bấm mốt xuống 1 nhỏ hơn hoặc bằng là số 4 1 12 27 trừ 9 và trừ 3 nhé. Người ta yêu cầu là gì? Có bao nhiêu giá trị nguyên của m? Có bao nhiêu giá trị nguyên của m? Thì m sẽ thuộc nè trừ 9 trừ 8 ... đến trừ 3. Có mấy số là 3 4 5 6 7 8 9, đúng không? 3 4 5 6 7 8 9 là có tất cả là 7 số. 7 số thì là câu A. Ok chưa? Rồi tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu 42. Đô thị hàm số có hai điểm cực trị là A và B. điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB. Như vậy nhu cầu của chúng ta là cần tìm cực trị nha, cần tìm cực trị chúng ta có hai cách á, nhưng mà cách mà nó phổ thông dễ với các bạn, dễ tưởng tượng là cứ tìm cực trị xong rồi sau đó làm gì nữa, tìm cực trị rồi sau đó viết phương trình đường thẳng AB, sau đó xem được cái điểm nào thuộc AB là xong. Tôi chỉ trình bày cho các bạn hai cách nha. Cách 1 tìm cực trị. Rồi tính y phải ra x mũ 3 là 3x bình 6x trừ 9 cho bằng 0 tương đương x bằng. Một cách đó nó có cái hay của nó, bạn thích cách này bạn làm cách đó nha. 3 1 5 3 3 bằng trừ 6 bằng trừ 9 bằng. Nghiệm là 3 và trừ 1. Rồi có x còn phải tính y. Alpha x mũ 3 trừ 3 alpha x bình trừ 9 alpha x cộng 1 Cool 3 thì ra là trừ 26. Cool trừ 1 thì ra là 6. Rồi nhu cầu tiếp tục là cần phải viết phương trình đường thẳng AB. Đường thẳng AB chúng ta có thể gọi theo kiểu lớp 9 là y bằng AX cộng B. Sau đó là chúng ta thay vô, điểm đầu tiên thay vô là 3A cộng B bằng trừ 26. Điểm thứ hai là trừ 1 nè, trừ A cộng B bằng 6. Rồi mốt 51 là xong. Mốt 51 3 bằng 1 bằng trừ 26 bằng trừ 1 bằng 1 bằng 6 bằng trừ 8 và trừ 2. Trừ 8 và trừ 2. Như vậy đường thẳng của chúng ta là y bằng trừ 8x trừ 2. Giờ xem thời điểm là thuộc nhé. 10 là không thuộc nè. 1 x bằng 1 thay vô là ra trừ 2 không thuộc. 1 thay vô là trừ 8, trừ 2 là trừ 10 nè. 0 trừ 1 là không thuộc nè. 1 trừ 10, x bằng 1 thay vô đây là trừ 8 với trừ 2 là trừ 10. Như vậy đáp số là câu C. Được không? Rồi bạn còn một cách nữa. Đó là bạn làm gì? Lấy y, bạn chia cho y phải được phần dư, thì y bằng cái phần dư đó là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Cách số 2. Y bằng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x. Cách này bạn cũng nên học nhé, tại vì đối với những bài có M thì nên dùng cách này. 3x bình trừ 6x trừ 9, sau đó sẽ lấy y chia cho y phải. X mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng 1. Rồi chia này là lớp 8 nè, nhưng mà cũng khó khăn với nhiều bạn á, chứ không phải dễ đâu, tại chúng ta quên. Rồi lấy x mũ 3 chia 3x bình là 1/3x, nhân lên lấy x mũ 3, nhân lên là trừ 2x bình, rồi nhân lên là trừ 3x, đem đi trừ nhau. Trừ 3 cộng 2 là còn trừ x bình, trừ 9 cộng 3 là trừ 6x cộng 1, trừ x bình chia cho 3x bình, lấy thằng to nhất chia thằng to nhất đó, là trừ 1/3 là thành trừ x bình. 6 nhân 1/3 là 2, rồi cộng mấy đây, cộng với lại là 3, đúng không, dấu trừ. Trừ 6 trừ 2 nữa là trừ 8x, 1 trừ 3 là trừ 2. Như vậy y bằng trừ 2x, y bằng trừ 8x trừ 2 chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Nhắc lại nhé, lấy y chia y phải được phần dư, thì y bằng phần dư chính là phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị. Rồi sau đó làm tiếp bình thường nha. nhưng mà cách tìm cực trì nó cũng ngắn mà. Chúng mình thích làm cách này bằng làm mà. Rồi chúng ta sẽ đến nội dung của câu 43 và cũng là câu cuối cùng của đề chính thức năm 2017. Phần hàm số nha, phần hàm số. Câu 44 là đề Minh Hòa 2018 rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm, cứ đề bảo gì chúng ta làm đó thôi nghe. Làm từ từ không sao hết. Tìm tất cả các giá trị thực của M để y bằng mx trừ cho m cộng 1 các đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng x cộng 2 tại 3 điểm phân biệt. Khi nói đến cắt thì chúng ta sẽ làm gì? Lập gì? Phương trình hoành độ giao điểm nha. Khi nói đến điểm chung nè, cắt nè, thì lập ngay phương trình hoành độ giao điểm giúp thầy. X mũ 3 trừ 3x bình cộng x cộng 2 bằng mx trừ m cộng 1. Tương đơn chuyển hết qua một bên nhé. X mũ 3 trừ 3x bình cộng x cộng 2 trừ mx cộng m trừ 1 bằng 0. Bắt đầu gom lại nè. X mũ 3 trừ 3x bình, x làm nhân tử chung 1 trừ m ha, cộng 1 trừ m nhân x. Rồi 2 trừ 1 là 2 trừ 1 là mấy? 2 trừ 1 là 1. Lại ngay đây thành 1 cộng. Được chưa? Ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d. Được không? Và yêu cầu tiếp theo là nó phải là gì? Cắt nhau tại 3 điểm phân biệt ABC. Làm cái ý đó trước đã, cắt nhau tại 3 điểm phân biệt ABC. Phương trình bậc 3 có 3 nghiệm mà có M thì chắc chắn hầu như tất cả các trường hợp lúc nào cũng tìm được một nghiệm đẹp. Mày hiểu không? Lúc nào cũng tìm được một nghiệm đẹp hết. Đó là điều chắc chắn. Một nghiệm đẹp và một cái phương trình. Rồi vấn đề nghiệm đẹp đó tìm làm sao? Thì nhiều bạn có thể nhẩm lấy A cộng B cộng C, lấy A trừ B trừ CD gì đó. Nhưng mà thầy sẽ giúp bạn một cái cách khác nó hấp dẫn hơn. Đây chúng ta sẽ dùng Casio nha. Đây là phương trình bậc 3 thì chúng ta sẽ bấm 1 5 4. A là 1 nè, B là trừ 3 nè, tiếp theo là C nè, 1 trừ cho chỗ nào có chữ M thì thay bằng 1000 nha. M bằng 1000. Đấy. Nhớ nha, M bằng 1000 nha. Tiếp tục D là 1 cộng cho 1000. Rồi ra nghiệm. Đấy, ra nghiệm là bằng 1. Thế hay chưa? Được chưa? Cứ chỗ nào có chữ M thì thay cho thầy là 1000 là được. Được không? Nếu mà thầy, nè, ngay cho thầy ghi nè, cho M bằng 1000. Nếu mà ra kết quả là x bằng 999 thì bạn biết nó là gì không? M trừ 1. Hiểu không? Nếu mà ra kết quả x bằng 2000 thì nó chính là 2m. Hiểu chưa? Hy vọng là sẽ gặp một số câu như thế này nữa để thầy giúp cho các bạn. Rồi, có một nghiệm, đây là còn lại là một cái phương trình bậc 2. Làm sao để mà tìm được cái phương trình bậc 2 thì chúng ta sử dụng sơ đồ Hockney nha, sơ đồ Hockney. Sơ đồ Hockney nè, ghi hệ số 1 trừ 3 1 trừ m 1 cộng m. Đây là nghiệm. Được chưa? Sơ đồ Hockney chúng ta sẽ có quy tắc là đầu rơi nha, mới vô nghe ghê đúng không? Đầu rơi là hệ số đầu rơi xuống, 1 rơi xuống, nhân tới cộng chéo, nhân tới 1 nhân 1 là 1, cộng cho trừ 3 là ra trừ 2. Được chưa? Đầu rơi nhân tới cộng chéo, nhân tới cộng chéo, 1 nhân với trừ 2 là thành trừ, nhét ra đây nhé, trừ 2 cộng cho 1 trừ m là thành bao nhiêu ta? Trừ 1 trừ m. Và lúc nào ngay đây cũng là số 0 hết á. Nhân tới cộng chéo trừ 1 trừ m cộng 1 cộng m bằng 0. Được chưa? Bây giờ sắp xếp bậc nè. Bậc 0, bậc 1, bậc 2. Như vậy nó là x bình trừ 2x trừ 1 trừ m bằng 0 đó. Phương trình bậc 3 lúc nào cũng có một nghiệm và một phương trình bậc 2 nếu mình yêu cầu có 3 nghiệm phân biệt, đúng chưa? Rồi để yêu cầu là có 3 nghiệm phân biệt đó, thì cái phương trình này phải làm sao? Phương trình sao này phải làm sao? Sao phải có mấy nghiệm? Sao phải có 2 nghiệm phân biệt thì mới đủ 3 chứ. Nhưng mà nghiệm của mình phải khác 1. Hiểu không? Nếu mà nghiệm bằng 1 nữa thì nó đủ 3 nghiệm phân biệt đâu, được không? Tương đương. Tương đương gì đây? Delta phải 2 nghiệm phân biệt, delta phải dương. Sau đó cái vế trái mà thay cái số 1 vô, được không? Vế trái mà thay số 1 vô nó phải khác 0, được không? Một cái số mà là nghiệm thì thay vô ra kết quả bằng 0. Một cái số không phải là nghiệm thì thay vô ra kết quả sẽ là khác 0. Ok không? Rồi tương đương. Delta phải là bằng 1 trừ cho AC lớn 0. Số 1 thay vô 1 trừ 2 trừ 1 trừ M khác 0, tương đương M sẽ lớn hơn trừ 2. Và ở đây M sẽ khác trừ 2. Được chưa? Tóm lại chúng ta sẽ có là M đang là lớn hơn trừ 2 nhé. Được chưa? M lớn hơn trừ 2 là chắc chắn khác trừ 2 rồi. Rồi, đầu tiên là M sẽ lớn hơn trừ 2. Rồi, tiếp theo, điều kiện tiếp theo là AB bằng BC. AB bằng BC. AB bằng BC. Nó có một cái hàm số bậc 3. Đúng không? Rồi, sau đó nó có một cái đường thẳng cắt tại 3 điểm. Làm sao cho AB bằng BC? Đây, ví dụ. Đấy, đây là B. Đây là A. Và đây là C. Đúng không? AB bằng BC. Được chưa? Rồi bạn quan sát hình ảnh, bạn biết B là gì của đồ thị hàm số C không? B là gì biết không? Nếu mà bạn đã làm đề minh họa lần 3 thì bạn sẽ chắc chắn biết rằng B là gì? Đúng. B là điểm uốn. Được chưa? Đề minh họa lần 3 cũng đã nhắc đến điểm uốn rồi. Về đề chính thức cũng nhắc. Được chưa? Bạn phải làm đề minh họa nha, đó là điều chắc chắn. Rồi, khi nhắc đến điểm uốn thì chúng ta phải tính y 2 phẩy ra. Y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng x cộng 2. Y phẩy ra trước. 3x bình trừ 6x cộng 1. Y 2 phẩy ra. Được chưa? Tại vì dựa vào tính chất đối xứng hình đó. Đối xứng hình thì lúc nào B cũng là điểm uốn hết nha, không có cắt chỗ nào được đâu. Rồi nó là 6x trừ 6. Y 2 phải bằng 0. Hoành độ điểm uốn là nghiệm của Y 2 phải bằng 0 nhé. X bằng 1. Như vậy B này là 1 nè. Ổn không? Rồi 1 gì? Thì bây giờ thay ở đây nó là một máy đó. À, 1 cộng với lại 1 cộng với 2 nữa là 3 trừ 1 là 0, 1, 0. Đấy, B là 1, 0. Ngoài ra chúng ta có công thức trung điểm nữa là gì đây? XA cộng với XC. B là trung điểm của AC. XB bằng XA cộng XC chia 2, IB bằng IA cộng IC chia 2. Rồi bạn biết XA cộng XC bằng gì không? Đây là cái lúc nãy bạn làm nè. Bạn ra nghiệm làm 1, được chưa? Chưa biết cái này là hoành độ của A, của B hay của C, nhưng mà nhờ lúc nãy giờ chúng ta đang làm thì chúng ta biết rằng số 1 chính là hoành độ của ai? Hoành độ của B, được không? Như vậy hoành độ của A và hoành độ của C sẽ là nghiệm của phương trình này, được không? Ổn không? Nghe thầy nói kịp không? Số 1 là hoành độ của B thì hoành độ của A và C sẽ là nghiệm của cái phương trình này nè. X bình trừ 2x trừ 1 trừ m bằng 0. Rồi, ghi lại phương trình ở đây. X bình trừ 2x trừ 1 trừ m bằng 0. Rồi, tương đương. Rồi, xb là 1, đúng chưa? Bằng xa cộng xc chia 2. Xa cộng xc chia 2. Xa cộng xb, tổng hai nghiệm bằng trừ b chia a là 2. 2 chia 2. Ô, luôn đúng mục tiêu rồi. Nhưng mà chúng ta còn một cái cứu cánh nữa là cái dưới này, đúng không? Vẫn còn cứu cánh là dưới này. IB là 0 chia 2. IA cộng IC bằng bao nhiêu? Đấy, IA cộng IC bằng bao nhiêu? Rồi bây giờ tìm IA đây nha. IA thì bằng cái gì? Chúng ta lúc nãy còn một cái đường thẳng nữa là gì đây? Đường thẳng là Y bằng MX trừ M cộng 1. Kịp không? Câu này là câu khó. Y bằng MX trừ M cộng 1. Như vậy IA của thầy sẽ bằng là MXA trừ M cộng 1, đúng không? IC là MXC trừ M cộng 1. Vì nhu cầu cho nên thầy phải tính là IA cộng IC. IA cộng IC thì bằng M nhân XA cộng XC trừ 2M cộng 2. IA cộng IC thì bằng M. XA cộng XC thì bằng bao nhiêu? XA cộng XC thì bằng 2 nè, đúng không? Là thành là 2M. Rồi nhiêu nữa? Rồi trừ XA cộng XC thì bằng M làm nhân tử chôn, XA cộng XC thì bằng 2, đúng không? Rồi đây là trừ cho 2M và cộng cho 2. Như vậy là tới đây nó bị bất hợp lý một chút rồi, đúng không? Chúng ta thấy là 2M nè, XA cộng XB, XA cộng XC là bằng trừ B chia A là 2, đúng không? Nhân M là 2M, trừ đi cho 2M cộng 2 là phải bằng 2, đúng chưa? Nhưng mà khi ráp vô đây á là 2 chia cho 2 lại không bằng 0. Như vậy lỗi ở chỗ nào rồi? Được không? Kiểm tra lại nè. Kiểm tra lại điểm P. X bằng 1, thay vô đây 1 trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 cộng 1 là thành trừ 1. Trừ 1 cộng 2 nữa là 1. Như vậy lỗi chỗ này. Được không? Đấy, như vậy thầy kiểm tra lại B chắc chắn sẽ là trung điểm của A, AC này cũng luôn đúng. Nhớ kiểm tra lại nha. Như vậy là chúng ta chỉ có một cái điều kiện duy nhất là M nó làm sao thôi, lớn hơn -2. Được không? Còn AB bằng A, AB bằng BC thì sẽ giải ra là luôn đúng. Vậy đáp số của câu 43 là câu D. M thuộc -2 đến dương vô cùng nha. Rồi bạn nào mà làm tới cái khúc này xong rồi chọn lùi từ -2 đến dương vô cùng cũng là ok. Được không? Rồi xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở đề minh họa năm 2018.